Thưa quý vị và các bạn, Đông Bắc Bộ sắp vào đợt mưa phùn, nồm ẩm kéo dài. Từ ngày 9 đến 13 tháng 4, đêm và sáng ở Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, độ ẩm trong không khí cũng tăng cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Đông Bắc Bộ sắp tới bước vào đợt mưa phùn, nồm ẩm kéo dài hẳn một tuần. Cụ thể, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 4, Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Tuy nhiên, trước khi bước vào đợt mưa phùn, nồm ẩm kéo dài này, từ đêm qua thì không khí lạnh đã tràn khắp miền Bắc vào đến Trung Trung Bộ. Theo các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, Bắc Trung Bộ từ 20 đến 23 độ. Từ gần sáng mùng 8 tháng 4, tiếp một đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc nước ta, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4. Trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4, Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh. Vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ, dao động từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, Bắc Trung Bộ trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng mùng 8 đến mùng 9 tháng 4, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 4, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Khu vực Nam Bộ trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4 tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất từ 45 đến 60%. Khu vực Tây Nguyên nắng nóng cục bộ, từ mùng 10 tháng 4 nắng nóng ở khu vực này khả năng giảm dần. Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trên biển hiện nay, ở khu vực biển Đông Nam Bộ, Philippines đã hình thành một vùng áp thấp mang mã hiệu 90W. Dự báo trong những ngày đầu tuần sau, áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm nay theo Trung tâm Dự báo Hạn vừa châu Âu. Áp thấp nhiệt đới sau đó sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc Bộ, đổ bộ vào đất liền Philippines, rồi suy yếu trước khi đi vào Biển Đông. Trong khi đó, thì Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS đã đưa ra dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với tên quốc tế là San Vu trong ngày 13 tháng 4. Diễn biến của vùng xoáy thuận nhiệt đới này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của kênh. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.